Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thứ cực kỳ gần gũi, là một phần không thể thiếu trong đời sống, nhưng không phải ai cũng hiểu về nó, đó chính là tiền. Vậy tiền là gì? Bạn đã từng đặt câu hỏi này bao giờ chưa? Quay ngược thời gian trở về thời xa xưa, khi tiền chưa xuất hiện, con người trao đổi trực tiếp hàng hóa với nhau để có được thứ họ muốn. Ví dụ, bạn có cơm, tôi có thịt, bạn muốn ăn thịt còn tôi muốn ăn cơm. Khi đó, chúng ta lấy thứ mình có để trao đổi với người kia. Tuy nhiên, việc trao đổi hàng lấy hàng này dần có nhiều bất cập xảy ra như: thứ nhất, hàng hóa không có sẵn. Không phải lúc nào tôi cũng có thịt, bạn cũng có cơm để trao đổi. Thứ hai, đôi khi việc vận chuyển cơm thịt gặp khó khăn như do thời tiết, không có phương tiện, khoảng cách địa lý xa thì giao dịch cũng không thể hoàn thành. Thứ ba, tôi và bạn không hợp nhau về nhu cầu, bạn không muốn ăn thịt nữa mà muốn ăn rau thì chúng ta cũng sẽ không trao đổi được với nhau. Từ những vấn đề đó mà mọi người quyết định chọn một thứ để đại diện và quy đổi mọi hàng hóa về theo giá trị chung. Ban đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ như bạc, sắt, đồng, nhưng về sau được cố định lại ở kim loại quý là vàng. Từ đó, vàng trở thành loại tiền tệ phổ biến đầu tiên của nhân loại. Mãi đến sau này, do vàng cũng dần có nhiều bất cập như nó là tài nguyên hữu hạn hay quá cồng kềnh để vận chuyển, người ta đã phát minh ra tiền giấy. Tuy giấy gần như là vật vô giá trị, nhưng tiền giấy được in ra bởi chính phủ các quốc gia. Chính phủ sẽ đứng ra đảm bảo và bình ổn giá trị đồng tiền của đất nước mình bằng cách áp dụng nhiều chính sách kinh tế khác nhau mà sau này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại Kinh tế Easy. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học về tiền và lịch sử của tiền. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé!